Đây là cách mà người dân đứng chờ xe buýt trên đường Âu Cơ Hà Nội, đoạn đang thi công dự án mở rộng đê Âu Cơ Nghi Tạc. Với việc cả hai chiều đường đều bị quây tôn, rào sắt kín cổng cao tường, đường Âu Cơ luôn trong tình trạng chật hẹp, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, người và phương tiện phải chen chúc vật lộn trên đường. Chúng tôi là xuống xe lên xe, nó cái điểm cửa xe với lại cái rào chắn ấy, nó hẹp, cho nên chúng tôi cứ phải đứng chờ coi như là xe đi chật chội thế này thì nó phức tạp và ảnh hưởng đến cái mức độ an toàn. Trong 15 đến 20 phút chờ xe buýt trên đoạn đường này, khi được hỏi, nhiều người gọi đây là khoảng thời gian ám ảnh. Người già, để trẻ em với cả những người mang chửa sẽ là thuộc những đối tượng yếu thế nhất phải chịu cái chân tình trạng như thế này. Và nó rất là nguy hiểm, nó gây ra một cái tắc nghẽn, một cái rủi ro không nhỏ. Bên cạnh đó, công trường mở rộng đường Âu Cơ thi công kéo dài với hệ thống lô cốt gây nhiều hệ lụy cho người dân. Nắm một biển đỏ mà nói tắc lâu là buổi tan tầm, tầm độ cây số. Rào chắn như kia làm bất cập cho đi lại. Bới ra rồi để như thế, trong bao nhiêu tháng rời được cứ để không đấy, có làm đâu ở đây đấy. Mỗi một trận mưa ở đây thì nước ở trên đê kia, đất không nó tràn xuống đây. Còn nắng thì khi nó khô rồi nó bụi lắm. Đi nhân dân ở đây nó bụi mù lên đây, xe máy vừa dựng bên đường tí. Đi một lúc sau nó đầy yên luôn. Đồ đạc các cái đây này từ sáng đến trưa là nó phủ kín luôn. Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7 km, có tổng mức đầu tư trên 815 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin Thủ tướng thực hiện theo cơ chế đặc thù cấp bách. Theo quyết định điều chỉnh lần 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự án phải hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn thi công chưa xong và phải trải qua 4 lần điều chỉnh thời hạn. Lần mới đây nhất, công trình này được dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024.